Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với xe máy Thành Tâm. Sở hữu một con xe lên đến 60 triệu mà không cần trả trước, mọi người có tin được không? Thì tại xe máy Thành Tâm kết hợp cùng với công ty tài chính Dắt hỗ trợ mọi người có khoản vay lên tới 60 triệu. Vì vậy có những con xe mà khi mọi người mua xe thì có thể không cần trả trước. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần căn cước công dân, hóa đơn điện hoặc là chứng minh bằng lái, chứng minh hộ khẩu là mọi người có thể lên hồ sơ góp, thể sở hữu một con xe rồi nhé. Thời gian vay linh động từ 12 cho đến 36 tháng. Và đặc biệt công ty tài chính Dắt không giữ cờ bạc của bạn. Ví dụ ở đây em có một con Thamos 2019 chỉ với giá 60 triệu thì mọi người chỉ cần đem theo cho em căn cước công dân, hóa đơn điện là mình có cơ hội sở hữu một con Thamos không cần trả trước. Vậy thì đối với con Vigo 51 triệu này sẽ như thế nào? 51 triệu, mọi người chỉ cần trả trước cho em 1 triệu mình có cơ hội sở hữu một con Vigo. Thủ tục cũng như vậy, chỉ cần căn cước công dân, hóa đơn điện là mình có thể cơ hội sở hữu được một con Vigo 150 tại xe máy Thành Tâm. Vậy mọi người còn chần chờ gì nữa? Chỉ cần căn cước công dân, hóa đơn điện, cầm đến xe máy Thành Tâm mua xe ngay thôi.